Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Canh Thân là những người hiền lành, ngay thẳng, được nhiều người yêu quý, kính trọng. Ngay từ khi trẻ tuổi, họ đã ham học hỏi và có nhiều ước mơ, hoài bão. Họ có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực và luôn cố gắng phấn đấu để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Tuổi Canh Thân rất nghiêm túc và cẩn thận trong công việc. Trước khi làm điều gì đó, dù đã lớn hay nhỏ, đều lập ra kế hoạch cụ thể, dùng óc phân tích nhạy bén để xác định mấu chốt vấn đề, tuyệt đối không dựa vào trực giác. Điều đó giúp người tuổi Canh Thân có những bước đi vững chắc, chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình. Trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Canh Thân gặp được nhiều điều tốt đẹp, lập được nhiều công lao, được lãnh đạo cân nhắc, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Nhưng một số người sẽ dễ bị bỏ lỡ nhiều cơ hội do không biết nắm bắt. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của cô chú tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết của cô chú tuổi Canh Thân trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của cô chú trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của cô chú tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, vận trình thời gian này của cô chú tuổi Canh Thân sinh năm 1980 không có điều gì đáng lo ngại, thậm chí có nhiều cơ hội phát triển rực rỡ. Tuy nhiên, cô chú nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, bởi chúng có thể phá hủy hoại ý chí phấn đấu của cô chú. Trong công việc, cô chú sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vì cô chú không thật sự hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bù lại, đào hoa của những cô chú tuổi Canh Thân trong nửa cuối năm 2021 khá vượng, vận trình tình cảm có nhiều cơ hội khởi sắc. Ngoài ra, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên cô chú tuổi Canh Thân nên mang bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế. Vật phẩm sẽ nên đón quý thần hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của cô chú tuổi Canh Thân trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của cô chú tuổi Canh Thân nửa cuối năm 2021 cho thấy cô chú được chính ấn trợ mệnh, công danh sự nghiệp của cô chú được nâng đỡ rất nhiều, có nhiều cơ hội thăng chức và tăng lương, cho nên cô chú cần chủ động nắm bắt. Công việc thuận lợi hơn trước, gặp được nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp. Có điều, nếu cô chú không nhanh chóng nắm bắt, rất dễ bỏ lỡ thời cơ, thành quả tuy có nhưng chưa tới mức rực rỡ. Bên cạnh đó, sức cạnh tranh trong thời gian này tăng lên khá rõ, đối thủ tìm cách quấy nhiễu khiến áp lực kèm theo không ít, đòi hỏi cô chú tuổi Canh Thân phải chuẩn bị sẵn tinh thần, đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Đặc biệt trong thời gian này, cô chú tuổi Canh Thân được các chuyên gia phong thủy khuyên hãy mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp cô chú tuổi Canh Thân đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân,
Từ đó vòng sẽ chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho cô chú. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, cô chú sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nửa đầu năm 2021 mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền dành cho những cô chú tuổi Canh Thân. Thậm chí cô chú còn được quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhưng vì cô chú chưa thật sự tích cực tranh đấu để giành lợi ích cho mình, nên cô chú rất dễ bỏ lỡ cơ hội tốt đó. Trong thời gian này, cô chú cũng có thể chịu một vài thiệt thòi về chuyện tiền bạc vì anh em, bạn bè. Nghiêm trọng hơn, còn có thể làm sứt mẻ tình cảm vì tiền mà tranh chấp. Cho nên để mọi việc được hanh thông và thuận lợi, cô chú tuổi Canh Thân hãy sử dụng pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp cô chú xua đuổi hung tinh, phân hạn xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Xem tử vi có cho thấy trong nửa cuối năm 2021, sao Thiên Hỷ sẽ báo tin vui cho cô chú tuổi Canh Thân. Cô chú có nhiều cơ hội để cải thiện tình duyên, tình cảm của mình. Thời gian này, những cô chú đang còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng tìm được một nửa thích hợp. Đó có thể sẽ là một người điềm đạm và thực tế, tính chiếm hữu cao nhưng luôn quan tâm và chăm sóc cho cô chú. Bản thân cô chú cũng sẽ vì sự bao dung của đối phương mà thu hút. Nếu gặp được, cô chú cần chủ động nắm bắt, đừng bỏ lỡ hạnh phúc đích thực. Tuy nhiên, các cặp đôi cần lưu ý rằng cô chú càng hạn chế các cuộc tranh cãi, hơn thua bao nhiêu sẽ càng tốt cho mối quan hệ đôi bên bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành gay gắt, gây dẫn tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Ngoài ra, đào hoa vượng cũng có thể gây tác dụng ngược, nhất là với chú tuổi Canh Thân đã có gia đình. Chú có thể gặp một vài rắc rối về tình cảm hoặc gây mâu thuẫn khó hòa giải. Chú ý giữ mình để tránh xa cám dỗ. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Canh Thân hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những cô chú đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Nhìn chung, sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào đối với sức khỏe của cô chú tuổi Canh Thân trong nửa cuối năm 2021. Cho dù có vấn đề bất thường xảy ra, cô chú cũng sẽ gặp được đúng thầy, đúng thuốc, điều trị có hiệu quả và phục hồi rất nhanh. Trong nửa cuối năm, cô chú cần tăng cường rèn luyện sức khỏe, chú ý chăm sóc cơ thể, đặc biệt là làn da, tóc, bởi dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ rệt. Ngoài ra, những cô chú tuổi Canh Thân nên sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp cô chú phòng trừ và xua đuổi hung tinh, vận hạn trong thời gian này. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của cô chú tuổi Canh Thân trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của cô chú qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Dù tháng 7 âm lịch được coi là đen đủi theo quan niệm dân gian, nhưng may mắn là cô chú tuổi Canh Thân không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhìn chung vận trình vẫn rất bình ổn, các vấn đề công việc, sức khỏe, tình cảm, tài chính không có điều gì đáng lo ngại. Có một số cô chú còn gặp không ít may mắn, tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến triển trong công việc cũng như sự tăng tiến về tài lộc. Tài lộc của cô chú trong tháng này vẫn trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, cô chú tuổi Canh Thân lại có lối chi tiêu phóng khoáng nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Cô chú cần thay đổi thói quen để duy trì nguồn tài chính ổn định. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tiếp tục các khí từ tháng trước, cô chú tuổi Canh Thân đến tháng 8 khá nhẹ nhàng. Các phương diện cuộc sống đều diễn ra bình ổn. Công việc của cô chú tiến triển thuận lợi, vấn đề nào cũng tìm được cách giải quyết. Đây là cơ hội để cô chú thể hiện năng lực cũng như tầm nhìn của mình. Hãy nắm bắt thật chắc.
Mọi thứ diễn ra đều đều, đôi khi cũng khiến cô chú cảm thấy cuộc sống nhàm chán với guồng quay lặp đi lặp lại. Cô chú có thể tự tạo ra hứng thú cho bản thân bằng cách tìm ra điều mình có hứng thú nhất. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch, cô chú tuổi Canh Thân tập trung chủ yếu vào sự nghiệp. So với trước đây, cô chú sẽ có nhiều động lực để làm việc hơn trong tháng này. Tuy khó khăn không ít, nhưng kết quả đạt được lại vô cùng xứng đáng. Vấn đề sức khỏe cũng cần cô chú đặc biệt lưu tâm trong tháng này. Mải mê lo công việc khiến cô chú bỏ bê chăm lo sức khỏe, khiến cơ thể đến giới hạn chịu đựng và có thể lên tiếng kháng nghị. Do đó, cô chú không nên bỏ qua sức khỏe thể chất của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Tử vi tháng 10 âm lịch. Cục diện tương hình trong tháng 10 báo hiệu những vất vả và áp lực mà cô chú tuổi Canh Thân cần phải đối mặt. Cô chú sẽ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba thường ngày mới mong hoàn thành công việc đúng thời hạn yêu cầu. Hơn nữa, cô chú sẽ phải tự thân cố gắng làm việc một mình mà không có ai trợ giúp. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời và giúp cô chú khơi thông bế tắc. Khi đó, cô chú sẽ thấy sự nghiệp của mình có bước phát triển không nhỏ. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Tam hợp mang đến cho cô chú tuổi Canh Thân một tháng bình ổn và nhẹ nhàng về nhiều mặt. Công việc tiến triển hợp lý, tình cảm ổn định, tài chính đủ ăn, đủ tiêu. Tuy nhiên, sức khỏe của cô chú không được lý tưởng. Trong tháng có sao xấu chủ về bệnh tật chiếu mệnh, gây ra một vài ảnh hưởng xấu. Cô chú sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể suy nhược, trạng thái tinh thần sa sút, thiếu tinh thần nên cuộc sống bị ảnh hưởng không nhỏ. Thứ sáu, tử vi tháng 12 âm lịch. Vận trình tổng thể khá tốt, nổi bật nhất là phương diện sự nghiệp, hứa hẹn một tháng khá nhàn hạ, không có nhiều áp lực, làm gì cũng hanh thông, hoàn thành đầy đủ. Cho nên dù cơ hội thăng chức không nhiều, nhưng cô chú tuổi Canh Thân vẫn có thể cảm thấy thư thái với tình trạng êm đềm hiện tại. Tuy nhiên, phương diện tài chính của cô chú lại có dấu hiệu sụt giảm. Chủ yếu là do thu nhập không có nguồn tăng, nhưng nhu cầu chi tiêu tăng lên. Không ít thời điểm cô chú vung tay mua sắm quá đà, dẫn đến tài khí khó tụ, tiền bạc thất thoát nhanh chóng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Canh Thân trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi. Thứ nhất là sao hạn cô chú tuổi Canh Thân. Trong thời gian nửa cuối năm Tân Sửu, chú tuổi Canh Thân bị sao Văn Hớn chiếu mệnh. Khi gặp sao này chiếu mạng, công việc của chú chỉ ở mức trung bình. Chú còn dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Không những vậy, chú còn gặp phải hạn thiên la. Hạn này chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc. Bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Cho nên chú cần chú ý nhiều hơn trong thời gian cuối năm này. Cũng giống như chú, thời điểm này của cô tuổi Canh Thân kém may mắn khi bị sao La Hầu và hạn Diêm Vương chiếu mệnh. Sao La Hầu thường đem đến nhiều điểm giữ, không may mắn về pháp luật, công quyền. Cô sẽ dễ gặp chuyện thị phi, tranh cãi hay bệnh tật về tai mắt, nên hao tốn tài sản, có nhiều chuyện phiền muộn, buồn rầu. Còn hạn Diêm Vương chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Cô cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, trong thời gian này có thể có tin buồn tang chế từ họ hàng xa đưa tới. Thứ hai, luận hung cát nhân vận sau tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi Canh Thân trong thời gian này gồm có các sao Thiên Hỷ, Long Đức, báo hiệu có chuyện vui, quý nhân giúp đỡ. Và hung tinh, đà la, tiểu hao gây hao tán tiền bạc hoặc đau yếu. Cùng tam hợp gồm có các sao văn tinh, quan sách, bệnh phù, tuần, triệt gây trở ngại cho công việc làm ăn và sức khỏe. Còn cung xung chiếu có các cát tinh thiên khôi, hồng loan, tăng đào hoa và vượng quý nhân. Trong đó cung còn có hung tinh cô thần, hồi khí, thiên không, kiếp sát, gò ép về mặt cảm xúc, khiến tinh thần bất ổn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Vừa rồi, quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của cô chú tuổi Canh Thân, sinh năm 1980.
Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.